Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 296 Trước mắt ba người là một nơi cực kỳ hẻo lánh, và trước mặt họ, tiểu viện vốn đã quạnh quẽ lại thêm phần rách nát. Uông hoài vũ nhíu mày đứng trước cổng viện, hỏi, nơi này có gì kỳ lạ? tất cả cửa đều khóa. Thưa đại nhân, cửa tuy đã khóa, nhưng bên trong lại có người. Uông Hoài Vũ nhướng mày, hỏi, có người sao? giả dạ, thưa đại nhân, vừa rồi khi bọn tiểu nhân lục soát khu vực này, bên trong có phát ra tiếng đồng. Tên nhà sai phủ nha nghiêm túc bẩm báo, khiến Uông Hoài Vũ không chút nghi ngờ mà bước tới, áp tay vào cửa để nghe. Nhưng dù hắn nín thở lắng nghe hồi lâu, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong khoảng thời gian ấy bóng đêm đã buông xuống khi uông hoài vũ vừa định xoay người hỏi nha sai bỗng nhiên một giọng trẻ con vang lên tiểu oa nhi chơi trốn tìm sau cánh cửa mặt hì hì cười giọng trẻ con non nớt mà linh hoạt vang lên giữa nơi hoang vắng yên tĩnh khiến uông hoài vũ cảm thấy lạnh sống lưng hắn giật mình lùi lại một bước ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa viện. Bởi hắn nghe rất rõ, âm thanh kỳ lạ ấy phát ra từ phía sau cánh cửa viện. Đứng cạnh Yến Trì, Yến Ly cũng thoáng kinh hãi, cất tiếng hỏi, ai ở bên trong? Tiểu Hoa Nhi, trời trốn tìm, sau cánh cửa, mặt hì hì cười. Có lẽ nghe thấy tiếng người nói chuyện, người trong viện lại cất tiếng. Vẫn là câu nói lúc trước, nhưng lần này trong giọng điệu lại pha lẫn chốt kinh dị và tiếng cười điên loạn uông hoài vũ không nhịn được lại lùi thêm một bước cắn răng ra lệnh người đâu mau gọi bảng lão ra đến đây mở cánh cửa viện này ra sau khi nhận lệnh tên nha sai lập tức chạy đi uông hoài vũ liếc nhìn yến trì rồi lại quay sang nhìn yến ly cảm thấy từng cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nói ngập ngừng điện hạ chuyện này tiểu oa nhi chơi trốn tìm sau cánh cửa, mặt hì hì cười. Chưa kịp nói dứt câu, giọng nói trong viện lại vang lên, khiến cả cánh tay Uông Hoài Vũ nổi đầy da gà. Dù đêm trước từng đi cùng Tần Hoàn khám nghiệm tử thi, hắn cũng chưa từng cảm thấy nỗi sợ hãi như thế này. Người trong viện rõ ràng đã nghe thấy họ nói chuyện, nhưng không hề đáp lại, chỉ lặp đi lặp lại câu đồng giao quái dị kia. Hoặc là cố ý làm vậy, hoặc là đầu óc người đó có vấn đề nhìn vào sự hoang vu, tĩnh mịch của tiểu viện, Uông Hoài Vũ cau mày, nhớ lại một số tin đồn kỳ quái từng nghe trước đây. Khi Uông Hoài Vũ còn đang trầm tư, từ phía sau con đường nhỏ, bàng Phụ Lương và bàng Hữu Đức một trước một sau bước tới. Thấy Yến Trì và nhóm người đứng trước cửa viện, bàng Phụ Lương đoán ngay đã xảy ra chuyện, vội thở hồn hền chào nhị vị điện hạ, chi phủ đại nhân. Uông Hoài Vũ chỉ tay vào cánh cửa viện, hỏi, bàng lão gia nơi này là ai ở nghe câu hỏi vẻ mặt bàng phụ lương thoáng lộ vẻ bối rối ông do dự rơi lát rồi trả lời thưa đại nhân trong viện là đại nữ nhi của tại hạ gia vận nghe vậy vẻ mặt uông hoài vũ thoáng có chút lúng túng ai cũng biết bàng phụ lương không có con gái ruột chỉ có một kế nữ chuyện này cả thành dự châu đều rõ và ông làm quan chi phủ dĩ nhiên cũng biết nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp mặt kế nữa của bàng phụ lương nên chẳng thể ngờ hôm nay lại đối diện trong tình huống thế này tiểu oa nhi trời trốn tìm sau cánh cửa mặt hì hì cười vừa dứt lời của bàng phụ lương từ phía sau cánh cửa lại vọng ra tiếng hát đồng dao của trẻ nhỏ sắc mặt bàng phụ lương lúc tái lúc xanh yến chỉ nhíu mày hỏi nếu đây là tiểu thư của bàng phủ sao nàng lại sống ở một nơi hẻo lánh như thế vì sao sân viện lại phải khóa trái chán bảng phụ lương dịn ra một tầng mồ hôi mỏng ông đáp thật không dám giấu điện hạ đại nữ nhi của tại hạ khoảng bốn năm năm trước không hiểu vì lý do gì mà mắc bệnh điên từ đó đến nay nàng vẫn luôn điên điên khùng khùng tại hạ đã mời đại phu đến chữa trị nhưng không một ai chữa khỏi không còn cách nào khác tại hạ đành cho nàng ở khu viện phía sau này sau đó chỉ cần nghe một chút động tĩnh là nàng sẽ hét lên không ngừng, nên buộc lòng phải khóa cửa viện lại. Thường ngày, cũng không dám để hạ nhân đến quấy giày nàng. Bàng phụ lương cười khổ, nói thêm, việc xấu trong nhà thật khó nói ra ngoài. Làm hai vị điện hạ và đại nhân chê cười rồi. Yến chỉ liếc nhìn cánh cửa viện, lạnh lùng ra lệnh, mở cửa viện ra. Nghe lệnh, bàng phụ lương vội vàng quay sang bàng hữu đức hắn lập tức móc chìa khóa ra và tiến tới mở cửa. rắc một tiếng ổ khóa được mở rơi xuống đất. ngay sau đó từ phía trong viện vang lên tiếng bước chân sột soạt. bảng hữu đức đẩy cửa ra yến trì chỉ, chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng gầy gò chạy vội vào trong phòng. bảng phụ lương liền lên tiếng điện hạ cũng thấy rồi đấy. gia vận nhà tôi hơi sợ người khi thấy đông người nàng liền chạy trốn nếu trốn không được thì sẽ hét lên ầm ĩ yến ly nhíu mày hỏi vừa rồi nàng ta nói câu gì vậy nghe vậy bàng phụ lương giải thích ngay điện hạ đang nhắc đến câu đồng dao đó ư đó là bài đồng dao ngày bé mà gia ngôn thường hát khi chơi cùng gia vận hồi đó gia ngôn chỉ mới hai ba tuổi tiểu viện này tối đen như mực khiến người lớn cũng phải cảm thấy sợ hãi huống chi là một cô gái tuổi còn trẻ hơn nữa Vừa nãy Yến Ly để ý thấy ra vận rõ ràng có dáng vóc của một thiếu nữ 14, 15 tuổi, nhưng giọng nói khi hát đồng dao lại ngây thơ, non nớt như một đứa trẻ 7, 8 tuổi. Suy nghĩ đến đây, Yến Ly không khỏi cảm thấy có chút quái dị và rợn người. Trong viện tối đen đến mức đưa tay không thấy ngón, trong phòng cũng chẳng sáng sủa gì hơn, Yến Ly không thể hình dung nổi một cô gái lại có thể sống một mình trong nơi như thế này nơi này ngay cả một ngọn đèn cũng không có các ngươi thật sự nhẫn tâm để nàng sống ở đây sao bảng phụ lương cười khổ đáp không phải tại hạ nhẫn tâm mà là do chính gia vận thích ở trong bóng tối ban ngày nàng nhất định không chịu bước ra khỏi phòng yến ly cau mày càng sâu thầm nghĩ trên đời sao lại có căn bệnh kỳ lạ như thế này bảng phụ lương cụp mắt giọng đầy chua xót đây đều là chuyện nhà của tại hạ khiến điện hạ chê cười rồi. Đúng là chuyện gia đình của bàng phủ, Yến chỉ nhíu mày, nói, nếu là gia sự của bàng lão gia, vậy chúng ta không tiện can thiệp quá nhiều. Rồi chàng quay sang Uông Hoài Vũ, đi, chúng ta xem nơi khác. Uông Hoài Vũ đáp lời, bước theo Yến Trì rời đi. Yến Ly cũng nhanh chóng đuổi kịp, bàng phụ lương đứng yên tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt thoáng nhìn tiểu viện tối đen, rồi phân phó bàng Hữu Đức khóa cửa lại. Thất ca, chàng không thấy chuyện này quái dị sao? Yến Ly bước nhanh đuổi theo Yến Trì, thấy Uông Hoài Vũ dẫn nha sai hướng về phía sân khác, Yến Ly vội tiến lên, hạ giọng hỏi Yến Trì. Yến Trì gật đầu đáp ngắn gọn, rất quái gì. Yến Ly nhíu mày, vậy tại sao không tra xét kỹ hơn? Yến Trì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp, tra thế nào đây? Yến Ly cười gượng, gọi cô nương ấy ra xem thử xem nàng có thật sự điên không, hoặc nếu đúng là điên thật, thì tại sao một cô nương lại thành ra như vậy? Hơn phần nửa là phải có nguyên nhân. Yến chỉ thở dài một tiếng, đây là chuyện gia đình của bảng phụ lương. Hơn nữa, cô nương ấy không liên quan đến vụ án này. Chúng ta không thể tùy tiện bắt nàng tra hỏi, dù có điều gì khả nghi, phụ thân và kế mẫu của nàng vẫn đang sống trong phủ nha. Mẫu thân của nàng còn chẳng quản, thì chúng ta lấy lý do gì để can thiệp? Yến Ly sững người trong chốc lát, lẩm bẩm, đúng vậy, tại sao mẫu thân của nàng lại không quản? Yến Ly cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì, nhưng gương mặt chợt hiện lên vẻ buồn bã. Dường như không nỡ nhìn Yến Ly như vậy, Yến chỉ nói, đừng vội, chuyện này không hẳn là không có cách giải quyết. Chàng nheo mắt nhìn vào bóng đêm bao trùm thanh huy viên, nhẹ giọng tiếp lời, nơi này càng lúc càng quỷ dị. Yến Ly khẽ hừ lạnh, đúng vậy, người thì chết, còn cây nữ thì điên. Yến chỉ không nói thêm gì, chỉ bước về phía đông của Thanh Huy Viên. Thấy hướng đi của chàng, khóe môi Yến Ly hơi nhếch lên, hỏi, thất ca muốn đi gặp cửu cô nương sao? Yến chỉ xài bước đi trước, nghe vậy chỉ đáp một tiếng, ừ. Thất ca tìm cửu cô nương làm gì vậy? Có một chuyện ta chưa xác định rõ, nên đến hỏi nàng một câu giọng của yến trì rất nhanh bước chân chàng cũng nhanh không kém khiến yến ly gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp yến trì đột ngột quay đầu liếc nhìn yến ly nếu ngươi cảm thấy theo ta bất tiện thì đi thiên hương lâu chơi một lát đi yến ly bật cười một tiếng đáp đi thiên hương lâu nào có vui bằng theo thất ca thất ca lâu nay ở sóc tây khó khăn lắm mới trở về dĩ nhiên ta phải ở bên cạnh thất ca rồi nghe lời ấy yến trì chỉ, chỉ cảm thấy như ong vo ve bên tai bèn lắc đầu không nói thêm lời nào khi đã đến khu thẩm vấn việc yến trì đi tìm tần hoàn cũng chẳng có gì lạ chàng bước nhanh tới khách viện nơi nàng ở đúng lúc này phục linh từ bên trong bước ra vừa nhìn thấy yến trì phục linh vội vàng hành lễ ta muốn gặp tiểu thư nhà ngươi yến trì nói thẳng không vòng vo Phục Linh đáp lời rồi vội vàng chạy vào trong. Yến Ly cười như đang trêu ghẹo, tiểu nha hoàn này sao lại có vẻ sợ thất ca đến vậy. Yến chỉ không tỏ thái độ, chỉ đứng im lặng. Không lâu sau, Tần Hoàn từ bên trong bước ra. Tần Hoàn dường như không ngờ Yến chỉ lại tới vào lúc này. Vì thế, nàng bước ra có phần vội vàng, thậm chí còn chưa kịp mặc áo choàng. Bên ngoài, tuyết vẫn chưa tan, lại thêm gió đêm bút giá thấu xương nhìn thấy nàng không khoác áo choàng yến chỉ nhíu mày phía sau phục linh vội vàng chạy ra mang theo áo choàng gọi tiểu thư tần hoàn quay đầu lại phục linh bước tới khoác áo choàng lên người nàng nhưng tần hoàn chỉ khẽ lắc đầu không sao đâu nói xong nàng vừa buộc dây áo choàng vừa bước tới chỗ yến trì tham kiến hai vị điện hạ tần hoàn hành lễ một cách chu đáo yến ly cười lớn nói mau đứng lên Mau đứng lên. Cửu cô nương có phải cũng bị dọa rồi không? Trời lạnh thế này mà không khoác áo choàng đã chạy ra, thật không ổn chút nào. Tần Hoàn khẽ cong môi cười, có chút vội vàng thật. Hai vị điện hạ bất ngờ đến, ta tưởng đã có việc gì gấp. Yến Ly Liếc nhìn Yến Trì, rồi nói, có việc gấp hay không? Cửu cô nương nghe rồi sẽ rõ. Nói xong, hắn lập tức bước đi, rõ ràng là muốn lảng tránh. Tần Hoàn không tỏ vẻ bối rối, đợi Yến Ly đi xa rồi mới hỏi, có chuyện gì vậy? Yến chỉ tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Tần Hoàn thêm chút nữa. Chàng hơi nghiêng người, chắn cơn gió lạnh từ phía trước thổi tới. Tần Hoàn nhận ra ánh mắt chàng ấm áp, sáng rõ như bầu trời trong. Ta đã tra ra được chút manh mối về sư tỷ của Thanh Quân. Đôi mắt Tần Hoàn sáng lên, ô, hiện tại nàng ấy ở đâu? ánh mắt Yến chỉ thoáng trầm xuống, chàng đáp, nàng ấy đã chết. Đã chết, Tần Hoàn nhíu mày hỏi, nàng ấy già lắm rồi sao? Yến chỉ lắc đầu, không phải, tuổi của nàng ấy không chênh lệch mấy so với thanh quân, lớn hơn cùng lắm chỉ ba, bốn tuổi. Nàng ấy đã qua đời từ 15 năm trước. 15 năm trước, khi ấy thanh quân vẫn là người đứng đầu song thanh ban, đang ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Nhìn ánh mắt của Yến Trì, Tần Hoàn nhận ra cái chết của sư tỷ Thanh Quân hẳn phải có một câu chuyện ẩn sau. Sư tỷ của Thanh Quân tên gọi Thanh Hy, năm xưa cùng Thanh Quân tiếp quản song Thanh Ban. Cả hai đều là bầu gánh, tuân theo quy củ truyền thống của đoàn. Nhưng chỉ hơn một năm sau khi tiếp quản, Thanh Hy đã rời khỏi song Thanh Ban vì kết hôn. Các cô nương và tiểu nhị trong đoàn đều có xuất thân thấp kém. Hơn nữa, do tính chất công việc, đa phần họ khó mà gả được cho người tử tế không những vậy từ đời đầu tiên đến nay các bầu gánh của song thanh ban đều không kết hôn tần hoàn mở to mắt kinh ngạc nếu không gặp được phu quân thì không gả cũng thôi nhưng nếu gặp rồi mà vẫn không gả chẳng phải là tự bạc đãi chính mình sao rồi nàng vội hỏi thanh hy lấy được người tốt chứ yến chỉ khẽ hất cằm hỏi ngươi có biết trước chân võ tướng quân ở tây bắc không tần hoàn nghiêng đầu suy nghĩ trấn võ tướng quân hình như là một chức quan ngũ phẩm ở tây bắc đúng không đôi mắt yến chỉ thoáng ánh lên tia sáng đúng vậy người từng thành tâm cầu hôn thanh hy năm đó chính là một vị trấn võ tướng quân họ trương xét ra thì thanh hy đã gả rất tốt ánh mắt tần hoàn cũng thoáng sáng lên vậy chẳng phải rất tốt sao yến chỉ lắc đầu lúc đầu thì tốt nhưng về sau lại không như vậy nói đến đây giọng Yến Trì trở nên trầm hơn, và năm Đại Chu thứ 224, ở Tây Bắc xảy ra một vụ án lớn chấn động cả triều đình. Ta đoán người có thể đã từng đọc qua trong hồ sơ hoặc tài liệu của thẩm nghị. Vụ án lớn năm xưa sao? Ánh mắt Tần Hoàn trở nên nghiêm nghị, trong lòng dâng lên sự tò mò. Yến Trì nhìn thẳng vào ánh mắt trong trẻo của nàng, giọng nặng nề nói, năm đó, nhung địch ở phía tây mở cuộc xâm lược quy mô lớn. Sóc Tây quân cùng Bắc phủ quân tổng cộng hơn 20 vạn binh sĩ đóng quân ở biên giới Tây Bắc, chuẩn bị ứng chiến với Nhung Địch. Trước thềm đại chiến, triều đình không kịp phân phát quân lương từ quốc khố, buộc phải lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim từ kho dự trữ và vận chuyển lên Tây Bắc. Số hoàng kim đó xuất phát từ Lâm An Phủ, theo đường dài vận chuyển về Tây Bắc. Khi tới Định Châu, do vùng này trộm cướp hoành hành, nên quan binh áp giải buộc phải chia làm bốn lộ hai lộ không mang hoàng kim, đi qua những nơi nguy hiểm nhất để dụ bọn đạo phi rời khỏi, gọi là điệu hồ ly sơn. Hai lộ còn lại, mỗi lộ do một vị chủ tướng áp giải, mang theo gia quyến để che mắt kẻ địch. Số hoàng kim cũng được chia làm hai, một nửa vận chuyển tới Lương Châu, nửa còn lại tới Mạnh Châu. chương 297 Ban đầu ta nghĩ rằng kế hoạch này có thể che mắt mọi người, nhưng cuối cùng năm vạn lượng hoàng kim vận chuyển đến Mạnh Châu lại không cánh mà bay. Đội áp giải, từ chủ quan đến vài chục người lính hộ tống, đều bị giết sạch. Vụ án xảy ra ở một trạm dịch phía tây Mạnh Châu. Sau khi gây án, kẻ thù ác đã phóng hỏa thiêu trạm dịch, hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vụ án này từng gây chấn động một thời, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra hung thủ. Yến chỉ ngừng một chút rồi tiếp lời. Khi đó, Chủ tướng bị giết chính là phu quân của Thanh Hy. Cả Thanh Hy cùng hai đứa con của nàng cũng bỏ mạng trong vụ cháy lớn ấy. Tần Hoàn khượng lại, hít thở khó nhọc, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tưởng rằng Thanh Hy rời song thanh ban để tìm hạnh phúc bên phu quân, chắc chắn sẽ là điều tốt nhất. Nào ngờ, cuối cùng lại có một kết cục thê thảm như vậy. Đúng như lời Yến chỉ nói, nàng cũng biết về vụ án này. Khi vụ án xảy ra, nàng chỉ mới 2 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ đang bập bẹ học nói nên không thể nhớ được gì. Khoảng 7, 8 năm trước, phụ thân nàng nhậm chức tại Dự Châu, sau đó chuyển lên Bắc Vân Châu. Khi ấy, ông từng xem lại các vụ án chưa được giải quyết ở Tây Bắc, trong đó có vụ Hoàng Kim bị cướp này. Tần Hoàn còn nhớ, phụ thân đã vì vụ án này mà cau mày suy tư rất nhiều. Tuy nhiên, chi tiết vụ án ra sao thì nàng không rõ nàng cũng không ngờ rằng 7, 8 năm sau, mình lại biết đến vụ án này qua cách kỳ lạ như thế. Vụ án này đến giờ vẫn chưa được phá sao? Yến Trì gật đầu, vẫn chưa phá được. Khi đó, hai lần dùng kế điệu hổ ly sơn đều có tác dụng, nhưng không rõ vì sao sau đó đoàn của trương tướng quân vẫn bị phát hiện. Không chỉ bị cướp hoàng kim, mà toàn bộ đội đều bị giết sạch. Tần Hoàn nhíu chặt mày, đã có kế hoạch chu đáo như vậy, chẳng lẽ trong đội áp giải có kẻ báo tin ra ngoài yến chi lắc đầu giờ đã không ai biết được nữa cuối cùng vụ án này bị đổ lên đám thổ phỉ tây bắc sau khi quân sóc tây chiến thắng nhọc nhằn họ cũng đã càn quét nhiều ổ phỉ tại đó khu vực này hiện giờ đã yên bình nhưng vụ án thì từ đầu đến cuối vẫn không được phá cụ thể thế nào ta cũng không rõ chỉ biết là lúc diệt phỉ có điều tra qua Mảnh Châu nằm phía bắc Định Châu, cách dự Châu khá xa. Vì khoảng cách quá xa xôi, Tần Hoàn chưa từng nghĩ rằng phụ thân mình có thể phá được vụ án này. Nàng chỉ thở dài tiếp thương cho số phận của gia đình Thanh Hy và những binh lính đã chết. Sau đó nàng nói, nếu Thanh Hy đã không còn, Thanh Quân cũng thật sự không còn thân thích nào. Lúc này, chỉ có thể chờ tin tức từ Định Châu, rồi hỏi những bậc trưởng bối của song Thanh Ban. Yến Trì gật đầu chiều nay nghe chuyện này, ta cũng rất bất ngờ. Không ngờ vụ việc năm đó lại liên quan đến người của song Thanh Ban. Vậy nên chàng mới tới đây. Yến chỉ khẽ ửm một tiếng, rồi nói, khi điều tra Thanh Huy Viên, ở một căn viện đổ nát phía Bắc, ta phát hiện một cô bé bị điên. Bảng Phụ Lương nói đó là con gái kế của hắn. Cô bé bị điên. Tìm Tần Hoàn khẽ nhói, lập tức nhớ đến bóng dáng kẻ đã trêu đùa nàng và mọi người vào buổi tối hôm đó nàng trông ra sao giọng nói thế nào tần hoàn bột miệng hỏi yến chỉ đáp ta không nhìn rõ dáng vẻ của nàng cửa viện vừa mở nàng đã chạy vào trong nhưng có vẻ nàng chỉ biết lẩm bẩm một câu đồng dao của trẻ con trốn mèo mèo tần hoàn lập tức phản ứng yến chỉ hơi ngạc nhiên hỏi sao nàng biết tần hoàn liền kể lại chuyện bị trêu đùa đêm đó yến chỉ nghe xong kinh ngạc nói nhưng hôm nay khi ta tới Cửa viện của nàng đã bị khóa. Vậy làm sao đêm đó nàng có thể chạy ra ngoài? Nhớ lại đêm đó, Tần Hoàn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nàng lắc đầu, ta không biết, chỉ là có gì đó rất quỷ dị. Yến Trì gật đầu, quả thật rất kỳ lạ. Ta cảm thấy trong phủ này dường như ẩn dấu bí mật gì đó. Có lẽ sẽ còn chuyện xảy ra nữa, nàng nhất định phải cẩn thận. Thấy trong ánh mắt Yến Trì đầy lo lắng chân thành, Tần Hoàn vội đáp, ta biết rồi, chàng yên tâm. Thương tích của Bạch Anh cũng đã gần khỏi hẳn, khi ta ra ngoài nàng sẽ đi theo bảo vệ. Hơn nữa, ta thường không rời phủ, chàng không cần lo lắng quá. Nếu có tin tức gì khác, hãy báo ngay cho ta. Ngừng một lúc, Tân Hòa nói tiếp, còn một chuyện nữa. Tam ca nói không nhất thiết phải chờ đến khi vụ án này được điều tra rõ mới rời đi. Chỉ cần xác nhận rằng chúng ta không liên quan đến vụ án, chàng ấy sẽ có thể đi với tiến độ hiện tại vụ án này không biết bao giờ mới điều tra xong tam ca thật sự không muốn trở về quá muộn yến chỉ gật đầu đáp ta hiểu rồi nếu các ngươi đã quyết định thời gian ta sẽ tự mình biết cách sắp xếp thấy hai người đã nói chuyện khá lâu mà vẫn đứng ngoài trời yến chỉ không nói thêm gì nữa bảo tần hoàn về phòng nghỉ ngơi chỉ khi nhìn nàng vào hẳn trong sân hắn mới xoay người rời đi đêm đã khuya cả thanh huy viên chỉ đến nửa đêm mới khôi phục lại vẻ yên bình. Nhóm của ôm hoài vũ rời khỏi thanh huy viên, nhưng đương nhiên vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng Tần Hoàn không ngờ, câu nói của Yến Trì rằng có lẽ sẽ còn xảy ra chuyện lại nhanh chóng trở thành sự thật ngay sáng hôm sau. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, một tiếng thét chói tai vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của thanh huy viên. Hai tuần trả sau, Tần Sương hớt hải chạy vào phòng của Tần Hoàn, dậy mau. Dậy mau, lại có người chết rồi. Lưu Vận Cung, Lưu Vận Cung ngã xuống hồ sen và chết đuối. Sáng sớm nay, người hầu phụ trách quét dọn phát hiện sự việc. Hồ sen đã đóng băng, lại còn phủ đầy tuyết. Người còn nhớ không, lần trước khi chúng ta đến, mặt hồ phủ kín một màu trắng xóa. Nhưng sáng nay, băng trên hồ đã bị đập vỡ, tạo thành một cái hố. Thi thể của Lưu Vận cung nổi trên mặt nước băng. Tần Sương nói nhanh đến mức gấp gáp. Nghe vậy, Tần Hoàn càng nhíu chặt mày, vội cùng nàng đi về phía hồ sen. Chưa kịp đến nơi, nàng đã nghe tiếng người nói vọng lại từ hướng hồ sen. Kéo mạnh lên, nhanh. Tần Hoàn càng nhíu mày, bước nhanh về phía bờ hồ sen. Khi Tần Hoàn và Tần Sương đến bờ hồ sen, xung quanh núi giả bên cạnh hồ đã tụ tập đông đủ chủ tử và hạ nhân trong Thanh Huy Viên. Bàng phụ lương đứng một góc với vẻ mặt nặng nề, còn bàng hữu đức đang chỉ huy hại nhân vớt thi thể của lưu nhân lệ. Tần Diễm cũng có mặt cùng Chu Hoài, cả hai đều mang vẻ mặt u ám tương tự bàng phụ lương. Tam ca, Tần Hoàn gọi Tần Diễm một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh chàng. Tần Hoàn nhíu mày, lần này chúng ta thật sự không thể rời đi được rồi. Trước đây, người chết là một thành viên của thanh quân. Dù cũng là mạng người, nhưng vụ án không đến mức quá nghiêm trọng. Lần này, nạn nhân lại là một mệnh quan triều đình. Vụ án này, bất kể thế nào, cũng sẽ phải trình lên hình bộ và đại lý tư. Thậm chí, có lẽ còn phải đưa đến trước mặt thánh thượng. Tần Diễm biết rằng gia đình mình không liên quan đến vụ án. Nhưng một khi tên chàng được ghi vào tấu sớ trình lên, phủ hầu ra ít nhiều sẽ bị liên lụy đến vụ này. Khi đó, Thánh Thượng sẽ nghĩ thế nào, chẳng ai đoán được dù không hiểu rõ những mưu tính và tranh chấp trong triều đình tần hoàn vẫn biết rõ mối quan hệ giữa làm quan và làm thần cũng như những hệ lụy nghiêm trọng từ một vụ án liên quan đến quan viên triều đình trước đây phụ thân nàng từng xử lý nhiều vụ án lớn hễ liên quan đến con cái của quan viên thì vụ đó nhất định trở thành trọng án trong xã hội này mạng sống của quan viên triều đình đích thực được coi trọng hơn rất nhiều so với dân thường đôi mắt tần hoàn khẽ nheo lại nhìn về phía bảng hữu đức và vài người hầu cách đó không xa. Họ dùng móc dài và dây thừng để kéo thi thể của Lưu Nhân Lệ từ dưới hồ lên. Cả người ông ta ướt đẫm, quần áo và tóc đều đóng băng. Chiếc áo choàng xanh biếc mà Lưu Nhân Lệ đang mặc chính là chiếc mà ông ta từng khoác vài ngày trước. Nhìn bộ dạng quần áo chỉnh tề như vậy, tần hoàn khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông ngoài 40 như Lưu Nhân Lệ lại có thể ngã xuống hồ và tự chết đuối dù chưa tiến hành khám nghiệm thi thể nhưng vì lưu nhân lệ là một thành viên của thanh quân cái chết đột ngột của ông ta khiến mọi người không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn tần hoàn chỉ cần suy nghĩ theo lẽ thường cũng đã thấy rõ chuyện này tuyệt đối không thể là một tai nạn hay tự sát hạ ánh mắt tần hoàn nhìn xuống hồ sen hồ sen này khác hẳn với hồ sen ở tần phủ ở tần phủ phía trên hồ sen có cây cầu gỗ nước trong hồ không sâu thậm chí còn thấy được lá sen tàn. Còn hồ sen tại Thanh Huy Viên lại rất sâu, bờ hồ cao khoảng hai thước, xung quanh toàn là vách đá, trên bờ còn dựng rào chắn. Nghĩ thế nào, Lưu Nhân Lệ cũng không thể tự mình vượt qua rào chắn mà ngã xuống chết đuối. Tất nhiên, cái chết của Lưu Nhân Lệ không nhất định là chết đuối. Ở phương Bắc, vào mùa đông, tuyết phủ không tan. Lá sen và củ sen trong hồ đều đã được dọn sạch từ mùa thu lần trước khi đến đây, tần hoàn chỉ thấy mặt hồ phủ kín một lớp tuyết trắng mịn màng như tấm lụa tinh khôi trải trên mặt nước. nhưng giờ đây, lớp tuyết hoàn hảo đó đã bị đập vỡ tạo thành một lỗ hổng lớn. dưới lớp băng, nước bùn lạnh giá tràn lên, làm ướt đẫm khu vực xung quanh chỗ băng vỡ. nhìn kỹ hơn, tần hoàn nhận ra chỗ băng vỡ nằm chính ở phía bắc của hồ sen. bảng phụ lương đứng ở hướng tây bắc. khi thấy thi thể của lưu nhân lệ được kéo lên, ông ta vội bước tới gần. Bảng Hiểu Đức lắc đầu, nói khẽ, lão gia không còn hơi thở. Nghe vậy, bảng phụ lương cau mày, không biết đang nghĩ gì, rồi hỏi, chi phủ đại nhân khi nào sẽ đến? Bảng Hiểu Đức vội đáp, chắc sẽ đến sớm thôi, người của chúng ta đã rời đi báo tin được hơn nửa giờ rồi. Lần này, bảng phụ lương báo quan rất nhanh, người chết là Lưu Nhân Lệ, một mệnh quan triều đình, nên ông ta không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Được rồi, không làm gì thêm, chờ, chờ chi phủ đại nhân tới xử lý. Sắc mặt của bàng phụ lương nặng nề hơn hẳn, ông liếc nhìn về phía tần diễm, tần diễm lập tức tiến lên, nhìn lướt qua thi thể lưu nhân lệ với gương mặt trắng bệch, rồi khẽ nói, phủ này có gì đó tà gì. Vẻ mặt bàng phụ lương đầy cay đắng, trước giờ vẫn bình yên, vậy mà lần này lại. Ông ta tiếp lời, đêm qua ta còn trò chuyện với Lưu Huynh. Sau đó, ông ấy về sân trước, còn ta chờ chi phủ đại nhân rời đi mới nghỉ ngơi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Tần Diễm thở dài, hãy để chi phủ đại nhân điều tra thật kỹ. Nếu không làm rõ được nguyên do, chính bảng công ở trong phủ này cũng khó mà yên tâm. Đúng vậy, một người như Lưu Huynh, vậy mà lại. Giọng bằng phụ lương đầy cay đắng, không biết nên nói gì thêm. Thanh quân yên ổn đã chết, giờ đây, Thanh Huy Viên lại bị phủ nha chi phủ chú ý. Vụ việc như thế này không chỉ làm ảnh hưởng thanh danh, mà còn nghiêm trọng hơn khi một mệnh quan triều đình lại chết trong phủ của chính mình. Bàng phụ lương nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của Lưu Nhân Lệ, ánh mắt đầy u ám và rối ren. Tần Hoàn đi theo Tần Diễm vài bước, từ xa nhìn lại. Nàng thấy sắc mặt Lưu Nhân Lệ tái xanh, rõ ràng đã bị ngâm trong nước lạnh rất lâu. Chưa khám nghiệm tử thi nên không thể xác định thời gian tử vong, nhưng chỉ cần nhìn các nếp nhăn trên da cũng đủ biết ông ta có lẽ đã chết vào đêm khuya. Giữa đêm khuya, chẳng lẽ Lưu Nhân Lệ tự mình chạy ra ngoài, rồi ngã xuống hồ mà chết? Tần Hoàn lắc đầu, càng khẳng định vụ việc này có điều kỳ quặc. Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, bỗng phát hiện vài bóng dáng ngượng ngùng đang đứng ở rìa đám người. Đó là mấy cô gái trẻ, đều tầm tuổi đôi mươi trong số đó có một người trông rất quen mặt chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ nàng chợt nhớ ra sau khi định thần tần hoàn bước về phía người đó tần hoàn khẽ gọi thanh lan đang nhìn về phía thi thể của lưu nhân lệ lập tức quay đầu lại thấy tần hoàn thanh lan thoáng sửng sốt rồi như sực nhớ ra điều gì nàng lập tức hành lễ tần cô nương vẻ mặt tần hoàn lộ rõ sự ngạc nhiên ngày hôm đó sau khi rời sân khấu Yến chỉ không hề giới thiệu thân phận của nàng. Vậy tại sao Thanh Lan lại biết nàng mang họ Tân? Dường như đoán được suy nghĩ của Tần Hoàn, Thanh Lan mỉm cười nói, ai cũng biết trong phù hầu trung dũng ở Kinh Thành có vài huy muội nổi danh. Tần Hoàn gật đầu, đánh giá Thanh Lan từ trên xuống dưới một lượt, xem ra, cô nương vẫn ổn. Ngày hôm đó, khi thấy vẻ mặt kiên định của cô, ta đã nghĩ rằng việc của sư phụ Thanh Ly không liên quan đến cô. Chỉ tiếc, khi ấy chứng cứ lại quá rõ ràng. Thanh Lan cười khổ, tính ta vốn bướng bỉnh, chuyện không phải do ta làm thì dù có ép thế nào, ta cũng không nhận. May mắn là sau đó Chi phủ đại nhân đã hiểu rõ mọi chuyện. Thanh Lan đương nhiên không biết rằng chính nhờ Tần Hoàn mà ung Hoài Vũ mới hiểu rõ sự tình. Tần Hoàn cũng không tính kể công, chỉ nhìn Thanh Lan và hỏi, "Ngươi có biết trong phủ này còn một vị lão bầu gánh của các ngươi đã xảy ra chuyện không?" Thanh Lan gật đầu, dĩ nhiên ta biết. Những người trong gánh hát của chúng ta ở khu phía sau thường ngày không dám ra phía trước, chỉ vì nghe nói hôm nay phía trước lại xảy ra chuyện lớn, nên chúng ta mới không kìm được tò mò mà đến xem. Ngừng một chút, Thanh Lan tiếp lời. Ngài nhắc đến lão bầu gánh đó, theo vai vế, ta phải gọi là sư tổ. Khi ta vừa được sư phụ nhận vào gánh, sư tổ đã sắp lui về. Vì vậy, ta hiếm khi có cơ hội gặp bà sau này, ta chỉ gặp bà hai lần ở Dự Châu. Có lẽ vì cảm thấy quen thuộc với Tần Hoàn, Thanh Lan không kiềm được mà nói thêm đôi lời. chương 298 Tần Hoàn khẽ nhíu mày, hỏi, Dự Châu, các người thường xuyên gặp nhau ở Dự Châu sao? Tần Hoàn có ý muốn hỏi thêm vài điều từ Thanh Lan, bèn đi vài bước sang một bên. Thanh Lan thấy vậy liền bước theo và nói, không hẳn là như vậy. Chỉ là mỗi năm một lần thôi, tại Thanh Huy Viên. Bảng lão gia rất trân trọng song Thanh Ban, nghe nói từ thời sư tổ đã có giao tình. Mỗi năm đến cuối năm, bảng lão gia đều bao chọn nơi này. Khi chúng ta tới, đôi lúc sư tổ cũng đến, mang theo sư phụ, cùng bảng lão gia, thêm lưu vận tụ họp một lần. Lưu vận năm nào cũng tới sao? Thành Lan lắc đầu, không phải năm nào cũng đến, nhưng có vài năm từng gặp ba bốn lần. Tần Hoàn nhíu mày, vậy ba năm gần đây có gặp không? Thành Lan nghĩ ngợi rồi đáp, không, lần gần nhất là ba năm trước. Lưu Nhân Lệ đã ở Lưỡng Hồ làm quan quản lý vận chuyển muối ba năm, không trở lại kinh thành cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước đó, ông ta luôn làm quan ở phía đông, tại sao mỗi cuối năm lại lặn lội xa xôi đến tận Dự Châu? Những người này, nhìn thế nào cũng không giống có mối quan hệ bình thường. Người có từng nghe nói gì về vị sư thúc tổ của mình không? Vừa nghe câu hỏi này, sắc mặt Thanh Lan liền lộ vẻ khó xử, như thể có điều gì không tiện nói ra. Tần Hoàn nhếch môi cười, không sao, không tiện nói cũng không sao cả. Thanh Lan vội lắc đầu, không phải, không phải là không tiện nói, chỉ là sư phụ dường như không ưa vị sư thúc tổ ấy. Tần Hoàn nhớn mày, Thanh Lan hạ giọng nói, Tần cô nương, mong cô đừng cười. Song Thanh Ban đời đầu có hai vị bầu gánh là chị em kết nghĩa từ đó truyền xuống, không tránh khỏi chia phe phái và xảy ra tranh chấp. Thế hệ nhỏ và chúng ta vốn không quen biết vị sư thúc tổ đó. Nhưng bà ấy là người đầu tiên rời khỏi gánh hát để đi lấy chồng, nên không tránh khỏi bị người khác bàn tán. Sư phụ không ơi bà ấy, luôn nói bà ấy là kẻ phản bội trong gánh, cấm chúng tôi nhắc đến. Thanh Lan nói vậy cũng có lý, nếu Thanh Ly thật sự coi xong Thanh Ban là tín ngưỡng thì e rằng không hài lòng việc thanh hy rời khỏi gánh hát để kết hôn tần hoàn gật đầu hỏi vậy các ngươi có biết vị sư thúc tổ ấy đã xảy ra chuyện gì không thanh lan do dự trong chốc lát rồi gật đầu biết thấy thanh lan có vẻ ngập ngừng tần hoàn hỏi tiếp có chuyện gì sao thanh lan suy nghĩ rồi đáp lâu lắm rồi từng nghe sư phụ và sư tổ nhắc đến khi đó ta không nghe rõ lắm chỉ nhớ sư tổ cấm sư phụ nhắc đến chuyện của sư túc tổ. Dường như thầy trò họ đều không ưa bà ấy. Tần Hoàn ghi nhớ lời Thanh Lan, rồi tiếp tục hỏi, ngươi có biết sư tổ của ngươi còn có người thân hay bạn bè nào không? Thanh Lan ngạc nhiên, đêm qua, chi phủ đại nhân cũng hỏi ta điều này. Tần Hoàn khẽ nhách môi, Thanh Lan liền đáp, ta không biết, dẫu sao, ta và sư tổ không cùng thế hệ, vào gánh hát, đa phần đều là những người có xuất thân khổ cực, trong gia đình ta cũng chẳng còn ai. Thế hệ vị sư tổ, ngoài sư thúc tổ ấy thì chỉ có đồ đệ của bà ấy có thể quen biết với sư tổ. Nhưng năm đó, khi sư thúc tổ rời gánh hát, bà ấy mang cả đồ đệ đi, rồi sau đó không còn tin tức gì nữa, mãi đến khi nghe nói cả nhà bà ấy gặp chuyện. Trong lòng tần hoàn hơi nghi hoặc, hôm qua chỉ nghe Yến chỉ nói về việc cả nhà Thanh Hy gặp chuyện, nhưng không hề nhắc đến đồ đệ của bà ấy. Tần Hoàn giữ điều này trong lòng, dự định hỏi lại Yến Chỉ sau. Nghĩ đến đây, bỗng một chàng tiếng ồn ào vang lên. Tần Hoàn quay lại, thấy Uông Hoài Vũ dẫn theo một nhóm nha sai từ phía nam bước nhanh tới. Phía sau họ, Yến Chỉ và Yến Ly lần lượt đi vào. Yến Ly vừa đi vừa nói gì đó, còn Yến Chỉ chỉ chậm rãi nghe mà bước chậm lại. Chỉ phủ đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Bảng phụ lương vội bước tới chào đón, Nói, ngài nhìn xem, việc này rốt cuộc phải xử lý thế nào đây? Uông Hoài Vũ đã biết trước rằng Lưu Nhân Lệ gặp chuyện, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Lưu Nhân Lệ đã chết, chết ngay tại Bàng phủ, cũng tức là chết trong phạm vi quản lý của ông ở Dự Châu. Phát hiện như thế nào? Uông Hoài Vũ siết chặt tay hỏi. Bàng phụ Lương Liếc nhìn Bàng Hữu Đức, người này vội bước lên trả lời, sáng nay mấy người hầu lo việc quét dọn đi ngang qua đây thì phát hiện ra uông hoài vũ tiến tới nhìn thi thể của lưu nhân lệ rồi quay người quan sát hồ sen khi phát hiện lưu đại nhân trông như thế nào ông ấy nằm úp mặt xuống cả người gần như đã bị đông cứng sau đó chúng tôi gọi thêm người đến lão gia cũng tới rồi chúng tôi dùng dây thừng kéo lưu đại nhân lên khi ấy ông ấy đã không còn hơi thở uông hoài vũ nhíu mày xung quanh có ai khả nghi không? Không có, khi đó trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Uông Hoài Vũ thở dài, trong lòng vừa lo lắng vừa bực bội. Án Thanh Quân còn chưa có manh mối, giờ đây Lưu Nhân Lệ lại đột ngột chết. Án Thanh Quân không cần vội, nhưng cái chết của Lưu Nhân Lệ chắc chắn sẽ khiến triều đình chú ý đến nơi này. Nếu trong vòng 10 ngày nửa tháng không phá được án, chiến tích năm nay của ông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Khi đang hỏi chuyện, Yến Trì và Yến Ly cùng nhau bước tới. Những người xung quanh lập tức cúi đầu hành lễ, Yến Trì phất tay, bước tới gần thi thể của Lưu Nhân Lệ. Sắc mặt hắn trầm ngâm, sau khi nhìn thoáng qua thi thể, hắn nói: "Hãy nghiệm thi. Chưa chắc đã là chết đuối, phải nghiệm kỹ mới biết được." Uông Hoài Vũ vội vàng nói, nhưng mộ tác của phủ nha vẫn chưa trở về. Yến Trì quay người, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Tần Hoàn trong đám đông. Uông Hoài Vũ cũng nhìn theo ánh mắt của Yến Trì, rồi cười gượng, đành phải nhờ cửu cô nương giúp đỡ thôi. Tần Hoàn tiến tới gần Yến Trì, hắn nhẹ giọng nói, ngộ tác của phủ chi phủ vẫn chưa về, e rằng phải nhờ ngươi giúp một tay. Tần Hoàn gật đầu đáp, đạo nghĩa không thể từ chối. Nghiệm thi ở đâu? Những người xung quanh nghe vậy liền nhìn Tần Hoàn đầy kinh ngạc. Uông Hoài Vũ mất kiên nhẫn, liếc một vòng rồi quát: "Tất cả mọi người ở đây, mau rời đi. Sau đó ta sẽ cho gọi từng người lên hỏi chuyện." Giọng ông trở nên mềm mỏng hơn: "Tìm cho cửu cô nương một căn phòng trống được không?" Tần Hoàn gật đầu đồng ý, Uông Hoài Vũ lập tức quay sang Bàng Hữu Đức, ra lệnh: "Tìm một căn phòng trống, rồi đưa thi thể vào đó." Yến Chỉ nhìn Tần Hoàn hỏi: "Có cần mổ nghiệm không?" Tần Hoàn lắc đầu, nếu chỉ để xác định nguyên nhân cái chết thì không cần. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, căn phòng chống nhanh chóng được chuẩn bị. Thi thể của Lưu Nhân Lệ cũng được đưa vào, nhóm nha sai tản đi để tra hỏi các hạ nhân, trong khi Yến Chỉ và Uông Hoài Vũ cùng bước vào phòng. Yến Ly đứng bên ngoài, có vẻ muốn thử vào nhưng vẫn chần chừ. Yến Chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi không nói lời nào, trực tiếp đóng cửa lại. Yến Ly đứng bên ngoài kêu mấy tiếng, ê, ê. Nhưng lại không đủ can đảm để đẩy cửa bước vào. Lần trước, hắn ngửi phải mùi hôi thối khi nghiệm thi suýt chút nữa ói ra, nói gì đến việc đứng trước mặt tần hoàn mà xem nàng nhiệm thi. Lỡ đâu lại gặp phải cảnh tượng hay mùi gì vượt quá sức chịu đựng của mình, thì chắc chắn hắn sẽ mất sạch thể diện. Trong phòng, tần hoàn sắn tay áo lên, bắt đầu cởi bỏ y phục của lưu nhân lệ để kiểm tra. Lần trước nhiệm thi là một nữ thi, nhưng lần này lại là nam thi, hơn nữa thi thể còn rất mới. Do bị ngâm trong nước lạnh, da của lưu nhân lệ chỉ hơi xanh trắng, gần như không có thi ban, vết bầm tím do tử thi xuất huyết. Vì vậy, khi cởi quần áo ra, cơ thể của ông trông gần như là thân thể một người bình thường. Uông Hoài Vũ chưa từng thấy nữ ngộ tắc nào nghiệm thi, nên ông hơi lo lắng liệu Tần Hoàn có cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với thi thể một nam nhân nhưng khi nhìn thấy sự thành thạo của nàng nhanh chóng cởi hết y phục của lưu nhân lệ ông không khỏi kinh ngạc bản thân ông nhìn thi thể nam nhân thì không có gì phải bối rối nhưng vì có sự hiện diện của tần hoàn ông lại cảm thấy hơi không tự nhiên trong khi đó tần hoàn hoàn toàn điềm tĩnh sắc mặt nghiêm túc và lạnh lùng nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của nàng uông hoài vũ một lần nữa thầm thán phục lần trước khi nghiệm thi nữ tử thanh quân Tần Hoàn thậm chí còn mổ bụng và lấy hết đồ trong dạ dày ra. Cảnh tượng ấy không thể không nói là cực kỳ kinh hoàng. Còn lần này, nghiệm thi một nam nhân, tình cảnh cũng không kém phần ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt của Tần Hoàn hoàn toàn chuyên chú, như thể chỉ đang xem một vật mẫu. Theo ông được biết, Tần Hoàn năm nay mới 17 tuổi, tuổi còn rất trẻ. Vậy mà nàng làm thế nào lại có được sự trầm ổn và bản lĩnh như vậy? Thi thể của Lưu Nhân Lệ được đặt trên bàn dài, tần hoàn bắt đầu cởi quần áo của ông, cẩn thận kiểm tra xem trên cơ thể có vết thương nào bên ngoài hay không. Trong khi nàng đang tập trung, Yến chỉ đứng bên cạnh lên tiếng, ôm um đại nhân, ngài đã điều tra được gì về sư tỷ của Thanh Quân chưa? Ôm um hoài vũ giật mình tỉnh lại, đáp, sư tỷ của nàng. À, ta đã tra được, đang định hôm nay báo cáo với Điện Hạ. Hạ quan nhận được một tin xấu sư tỷ của Thanh Quân đã qua đời từ 15 năm trước. Bà ấy chết trong một vụ án lớn. Điện Hạ có nghe qua vụ án Hoàng Kim Đại Kiếp ở huyện Mạnh phía Tây không? Lúc đó, phía Tây đang chuẩn bị chiến tranh, số Hoàng Kim kia vốn là quân lương. Khi ấy, khi ấy chính là sóc Tây quân và Bắc phủ quân đóng ở phía Tây, và Duệ Thân Vương lúc đó là chủ soái của sóc Tây quân. Yến Trì gật đầu, hỏi tiếp, còn gì nữa? Uông Hoài Vũ thở dài, chỉ có vậy thôi, Thanh quân sư Tỷ đã qua đời, manh mối này coi như đứt. Uông đại nhân, ngài có tra được sư Tỷ của Thanh quân đã chết như thế nào không? Câu hỏi này lập tức khiến Uông Hoài Vũ lúng túng, ông ngập ngừng nói, chuyện này hạ quan vẫn chưa tra được, nhưng hình như có liên quan đến một trận hỏa hoạn lớn. Không phải hỏa hoạn, giọng Yến Chỉ trầm xuống, hắn nhìn về phía Tần Hoàn rồi nói, chờ cửu cô nương nghiệm thi xong đã. Lúc này, Tần Hoàn đang tập trung nghiệm thi, rõ ràng Yến Chỉ muốn chờ nàng hoàn tất rồi mới tiết lộ thêm những gì hắn biết. Tại đây, Tần Hoàn nhanh chóng thu thập được những thông tin quan trọng. Nàng nói, bụng của Lưu Nhân Lệ phồng to, môi và răng cùng ít hầu đều có hạt bùn đất. Các bộ phận khác không có vết thương chí mạng, có thể kết luận rằng ông ấy chết đuối. Vừa nghe xong, ánh mắt của Yến Chỉ thoáng nhíu lại. Tần Hoàn tiếp tục bụng ông ấy có một vết bầm xanh tím, khả năng cao là do bị ngã xuống mặt băng hồ sen. Ngoài ra, trên cổ và cổ tay của ông ấy có những vết chày rất nhỏ, tuy không chí mạng nhưng khá kỳ lạ. Những vết này trông không giống như bị trói. Nguyên nhân của những vết thương này hiện ta chưa xác định được. Thời gian tử vong là vào khoảng giờ dần đến giờ mẹo đêm qua. Ngoài ra, ta chưa phát hiện thêm điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, trên cơ thể ông ấy có hai vết sẹo cũ từ rất lâu trước đây, tạm thời chưa thể kết luận gì thêm. Khi nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong đã được xác định, Uông Hoài Vũ gật đầu rồi nhìn về phía Yến Trì. Tần Hoàn, sau khi nghe những gì Yến Trì nói, cũng quay sang hỏi, Điện Hạ, ngài đã có được manh mối gì rồi? Yến Trì nghiêm mặt nói, sáng nay ta nhận được tin tức. Trong vụ án Hoàng Kim Đại Kiếp năm đó, Ngoài việc năm vạn lượng hoàng kim biến mất không dấu vết, cả gia đình của trương tướng quân cũng bị hành hạ đến chết. Tần hoàn sững người, còn Uông Hoài Vũ thì kinh hãi nhìn về phía Yến Trì. Không chỉ thông tin này khiến ông kinh hãi, mà việc Yến Trì đã điều tra được vụ án năm đó còn làm ông bất ngờ hơn. Tốc độ tra xét của Yến Trì nhanh hơn ông rất nhiều. Nghĩ đến việc Yến Trì đã sớm liên kết với manh mối của thanh quân sư tỷ uông hoài vũ không khỏi cảm thấy hổ thẹn hành hạ đến chết tần hoàn vốn tưởng rằng cả nhà thanh hy chết trong một trận hỏa hoạn yến trì gật đầu hồ sơ vụ án này được truyền từ dự châu tới bắc vân châu thông qua bồ câu đưa thư nên thông tin không đầy đủ nhưng đại khái có thể hiểu được thế này khi thanh hy rời khỏi gánh hát bà ấy mang theo đồ đệ của mình sau đó gả cho trương tướng quân và sinh được một trai một gái cuối cùng thi thể cả nhà được tìm thấy trong đám cháy, nhưng không bị thiêu hoàn toàn. Thanh Hy bị người ta bóp cổ đến chết, hai đứa trẻ thì bị chết đuối, còn Trương Tướng Quân bị trúng tên mà chết. Riêng đồ đệ của Thanh Hy thì không có thông tin rõ ràng, có khả năng cao là chết cháy. Tần Hoàn định hỏi thêm về tung tích của đồ đệ Thanh Hy, nhưng không ngờ kết quả lại là như vậy. Nếu đây là vì cướp bóc, tại sao lại phải hành hạ cả gia đình đến chết? Nghĩ đến đây, trong đầu tần hoàn chợt lóe lên một ý nghĩ nàng nói khoan đã ngài nói một người bị bóp cổ hai người bị chết đuối và một người bị trúng tên mà chết tần hoàn đứng cạnh thi thể của lưu nhân lệ thi thể này không làm nàng sợ hãi nhưng những gì yến trì nói lại khiến nàng lạnh sống lưng thanh quân bị thắt cổ mà chết giống với người bị bóp cổ lưu nhân lệ thì bị chết đuối còn thanh ly lẽ nào chính là người bị trúng tên mà chết sắc mặt yến trì trầm xuống, nhưng dường như không có gì bất ngờ. rõ ràng hắn đã nghĩ tới điều này từ trước. trái lại, uông hoài vũ thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. cửu cô nương, ý của cô là hai vụ án này có liên quan với nhau? tần hoàn hiếp mắt nhìn về phía yến trì, ta nhớ điện hạ từng nói rằng trước khi xảy ra vụ hoàng kim đại kiếp, vị chủ tướng áp giải quân lương đã bị dẫn đi bằng kế điệu hồ ly sơn. khi đó ta đã hỏi liệu có ai để lộ tin tức hay không. Nhưng giờ ta lại nghĩ đến một khả năng khác, có thể kẻ chủ mưu đã lợi dụng mối quan hệ thân thuộc hoặc bạn bè cũ dự áp giải quân lương vào một ai đó để lấy được tin tức về kế hoạch. Sau đó, chính kẻ đó đã lợi dụng sự không phòng bị, giả danh người hầu hoặc binh lính đi theo, rồi mưu sát để chiếm đoạt quân lương. Nếu thật sự là đạo tặc đột kích, thì không thể nào không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 299. Ánh mắt Yến chỉ lóe lên tia sáng ngầm, rõ ràng hắn cũng có cùng suy nghĩ với Tần Hoàn. Uông Hoài Vũ nhìn Tần Hoàn, rồi lại nhìn Yến Trì, đôi mắt mờ trừng trừng, trông chẳng khác nào cái chuông đồng lớn. Một người là thanh quân đã chết, thêm vào đó, một vị mệnh quan triều đình như Lưu Nhân Lệ cũng tử vong. Giờ đây, mọi chuyện lại dinh líu đến vụ án chưa từng được giải quyết suốt 15 năm qua sao? Dường như một ngọn núi vô hình đang đè nặng lên vai Uông Hoài Vũ. Nếu lời cửu cô nương nói là thật, thì vụ án này quả thật khó lường. Nếu hắn có thể phá được vụ án lớn liên quan đến Hoàng Kim Đại kiếp nạn năm đó, chẳng phải là. Đôi mắt Uông Hoài Vũ thoáng lộ vẻ do dự lẫn hưng phấn, hít sâu một hơi rồi nói, lời của cửu cô nương rất có lý. Trước đây, Chúng ta nghĩ rằng cái chết của Thanh Ly chỉ là một tai nạn. Nhưng giờ đây, ba người chết lại cùng liên quan, và cách họ chết giống hệt với vụ án 15 năm trước. Nhìn theo hướng này, chẳng phải giống như có kẻ quay lại báo thù sao? Nghe vậy, chữ Uông Hoài Vũ cũng tin vào suy luận của mình, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Nếu không, làm sao Thanh Quân lại đột một qua đời như vậy? Trước đây, Hạ Quan cũng cảm thấy mối quan hệ giữa bảng lão gia Thanh quân và Lưu Nhân Lệ có chút kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, có phải giữa họ và vụ án năm đó có mối liên hệ gì chăng? Yến Chỉ nhìn Uông Hoài Vũ rồi nói: Thanh quân, Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ, cả ba người họ đều là người Định Châu. Trong lòng Uông Hoài Vũ không khỏi giật mình. Điện hạ cha được cả điều này, hạ quan quả thật tự thấy mình không bằng. Nếu cả ba đều là người Định Châu, thì khoảng cách đến Mạnh Châu lại càng gần. Năm đó vụ áp giải quân lương dù là một bí mật, nhưng thực tế khi đến lãnh thổ Định Châu thì ai ai cũng biết. Nói vậy, khả năng liên quan càng lớn hơn. Giọng nói Yến Trì trầm ổn, đây là một hướng điều tra. Uông Trì Phủ cứ tiếp tục điều tra như ban đầu, tạm thời không tiết lộ rằng chúng ta đang nghĩ đến vụ án năm đó. Nếu thực sự có liên quan, thì chắc chắn kẻ quay lại báo thù phải là người biết rõ nội tình năm đó. Trong bóng tối, chúng ta còn phải đề phòng hành động tiếp theo của hung thủ. Uông Hoài Vũ lập tức đáp lời, lần này phản ứng của hắn vô cùng nhanh nhạy, 15 năm trước, vụ án đó có bốn cách chết khác nhau. Hiện tại, chúng ta đã thấy ba loại, loại cuối cùng là phóng hỏa, có khả năng nào hành động tiếp theo của hung thủ sẽ là phóng hỏa không? Uông Hoài Vũ nhìn sang Yến Trì rồi lại nhìn Tần Hoàn. Hai người họ liếc nhìn nhau, Yến Trì gật đầu, Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu mọi chuyện thực sự có liên quan thì hơn phân nửa là liên quan đến bảng phụ lương. Hành động tiếp theo của hung thủ rất có khả năng nhắm vào hắn. Ban đầu, Uông Hoài Vũ cảm thấy vụ án này phức tạp, liên quan quá nhiều người nên càng khó khăn hơn. Nhưng khi nhìn thấy Tần Hoàn và Yến Trì ở đây, hắn lại bất giác cảm thấy thêm phần tự tin. Đôi mắt lóe lên, hắn nói, đúng rồi, nếu bảng phụ lương thực sự có liên quan đến vụ án năm đó, thì sự việc đến giờ chắc hắn cũng nhận ra điều bất thường. Liệu chính hắn có đề phòng không? Sắc mặt Yến chỉ thoáng giãn ra đôi chút, Uông Chi Phủ có thể thử xem sao. Uông Hoài Vũ ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, được, hạ quan đã biết phải làm thế nào. Cửa phòng vừa mở ra, Uông Hoài Vũ bước ra ngoài. Vừa thấy hắn, Yến Ly lập tức tiến tới hỏi, Uông Chi Phủ, thế nào rồi? bên ngoài, Bàng Phụ Lương, Bàng Hữu Đức và Tần Diễm đang chờ. Nghe Yến Ly hỏi vậy, cả ba người đều đồng loạt nhìn về phía Uông Hoài Vũ. Khuôn mặt Uông Hoài Vũ lộ rõ vẻ căng thẳng. Lưu Nhân Lệ thực sự chết do chết đuối, giờ chúng ta cần kiểm chứng xem hắn tự ngã xuống, bị người khác đẩy xuống hay có cách nào khác. Tuy nhiên, với tính cách của Lưu Nhân Lệ, rõ ràng khả năng tự ngã xuống là rất thấp. Không chỉ riêng Uông Hoài Vũ nghĩ vậy, mà tất cả những người khác cũng đều có chung nhận định, vụ án này, hơn phân nửa là một vụ mưu sát. Thật kỳ lạ, thanh quân chết, có thể coi như do ai đó có thủ oán với nàng. Nhưng lưu nhân lệ, làm sao hắn cũng chết được, chẳng lẽ có ai có thủ oán với hắn hay sao? Trong bảng phủ ra đông người như vậy, Yến ly nghi hoặc nói, rồi quay sang nhìn bảng phụ lương. Là chủ nhân của ngôi nhà, nếu muốn làm gì đó không muốn người khác biết thì dễ như chờ bàn tay. Nhưng nghĩ theo hướng khác, tại sao hắn lại chọn giết người ngay trong nhà mình? Thấy ánh mắt nghi ngờ của Yến Ly hướng về phía mình, bàng phụ lương chỉ biết cười khổ, điện hạ, tiểu nhân thật sự không rõ chuyện này ra sao. Từ trước đến nay, ngôi nhà này vốn rất yên ổn Thế mà không hiểu sao giờ lại thành ra thế này. Uông Hoài Vũ bước lên một bước, chờ đến khi phá xong vụ án này, bàng lão gia cũng nên mời một vị sư phụ vào phủ để hóa giải điểm sống hiện tại liên tiếp có ba người chết mà cách chết của họ lại khác nhau hoàn toàn thật đúng là bàng phụ lương giật mình đã có ba người chết sao là thanh ly uông hoài vũ nhíu mày nói ban đầu chúng ta cho rằng cái chết của thanh ly là một tai nạn nhưng đêm qua có manh mối mới cho thấy rất có khả năng thanh ly đã bị hại nói đến đây Uông Hoài Vũ quay sang liếc nhìn bàng phụ lương một cách kỳ lạ. Dù Thanh Ly không chết trong Thanh Huy Viên, nhưng nàng đã sống tại đó. Bàng lão ra, ngài nên nghĩ kỹ lại đi. Bàng phụ lương lập tức đờ người ra, dường như không thể nói thêm được lời nào. Uông Hoài Vũ nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi nói, đi thôi, đến chỗ lưu nhân lệ xem xét. Những lời Uông Hoài Vũ vừa nói bên ngoài, Yến Chỉ đều nghe thấy. Trong thoáng chốc, hắn nảy sinh đôi chút cảm tình với vị chi phủ cao lớn thô kệch này. lúc đó tần hoàn đang đứng cạnh một chậu nước rửa tay, nghe vậy liền nhận xét uông đại nhân quả thực rất thông minh. yến trì khẽ cười nhạt, ngồi được ở vị trí này, đương nhiên phải thông minh. cửa phòng vẫn mở rộng, không biết lúc nào yến ly có thể bước vào bất chợt. yến trì chỉ, chỉ đành nhìn sang tần hoàn, nàng vừa rửa tay xong, quay người lại và chạm ánh mắt với đôi con ngươi sâu thẳm sáng rực như ánh lửa của Yến Chi. Tần Hoàn ngẩn người, tim bỗng đập lỡ một nhịp, hai người nhìn nhau chăm chú, thì bỗng dưng một bóng dáng thoáng qua cửa là Tần Diễm. Cửu muội, ngươi sao thế? Tần Hoàn không lộ cảm xúc, nhẹ nhàng phẩy tay, ta vừa rửa tay xong. Yến chỉ khẽ xoay người, đi thẳng ra phía cửa mà không để lộ cảm xúc. Tần Hoàn cũng theo sau, vừa ra tới cửa, Yến Ly lập tức tiến tới, nhìn tần hoàn từ đầu đến chân một lượt. Thấy ánh mắt ấy, tần hoàn không khỏi nghi hoặc, điện hạ, có chuyện gì sao? Yến Ly thở dài thật sâu, cửu cô nương đúng là khiến người ta phải trầm trồ. Tần hoàn bật cười, điện hạ lại đùa tiếp rồi. Không dám đùa, không dám đùa. Yến Ly tỏ vẻ muốn xoay quanh Tần Hoàn để nhìn kỹ hơn, ta chỉ tò mò, cửu cô nương làm thế nào mà học được y thuật cao siêu đến vậy, lại còn có thể hỗ trợ nghiệm thi tần hoàn khẽ mỉm cười điện hạ chẳng lẽ cũng muốn học y thuật sao ánh mắt yến ly thoáng sáng lên đừng nói thật là ta có ý định này cửu cô nương nàng có muốn nhận một đồ đệ không tần hoàn chỉ muốn đánh lạc hướng lòng hiếu kỳ của yến ly càng tới gần kinh thành hai chữ thẩm nghị lại càng trở nên cấm kỵ nghe yến ly nói chuyện nhận đồ đệ nàng chỉ khẽ cười khổ thân phận dân nữ của thiếp sao dám Yến Ly vẫn đầy hứng thú định tiếp tục chiêu tần hoàn thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt đầy áp lực đang nhìn mình. Yến Ly ho khan một tiếng, lập tức dừng lại, rồi đổi chủ đề. Uông đại nhân đang xem xét sân của Lưu Nhân Lệ. Các ngươi có cần cùng đi để kiểm tra không? Khi Yến Ly nói các ngươi, rõ ràng ý chỉ Tần Hoàn, Tần Diễm và Tần Sương. Tần Diễm gật đầu rồi nói cũng tốt, biết đâu Uông Chi Phủ muốn hỏi chúng ta thêm điều gì đó vì vậy yến chỉ giao cho nha sai trông coi thi thể của lưu nhân lệ rồi dẫn theo tần hoàn và vài người khác đến sân của lưu nhân lệ uông hoài vũ đã đi trước một bước và giờ đã có mặt trong nhà khi yến chỉ và tần hoàn đến nơi họ nghe thấy uông hoài vũ đang chất vấn bảng phụ lương lưu nhân lệ đã chuẩn bị rời đi vậy mà bảng lão gia lại không biết sao bảng phụ lương cười khổ đáp lưu huynh quả thực có nhắc đến chuyện dự định rời đi nhưng không nói rõ cụ thể ngày nào uông hoài vũ nhíu mày hắn đã chuẩn bị rời đi vậy mà lại chết ở hồ sen còn nữa cái tay nải này, này được tìm thấy ngoài sân của ngươi thì giải thích thế nào nghe thấy tiếng bước chân uông hoài vũ quay đầu lại thấy yến trì bước vào hắn lập tức chỉ tay vào cái tay nải trong phòng nói điện hạ xem liêu đại nhân đã chuẩn bị tay nải sẵn sàng dường như dự định rời đi trong một hai ngày tới nhưng cái tay nải này, này lại vừa được nhặt ngoài sân của bảng lão ra. Khi mở tay nải, một cuộn ống trúc rơi ra cùng với một sấp ngân phiếu dày cộp. Tổng cộng 10 vạn lượng bạc trắng. Lưu nhân lệ bị phát hiện hành vi tham ô thông qua số ngân phiếu này. Bảng phụ lương cười khổ bất lực, chi phủ đại nhân, cả đêm qua ta đều ở trong viện của mình nghỉ ngơi, sáng nay mới ra ngoài, hoàn toàn không gặp Lưu Huynh. Còn cái tay này này, thật sự ta không hề hay biết uông hoài vũ cười như không cười nheo mắt nói chẳng lẽ hắn định tự mình bỏ trốn rồi trên đường bị ai đó ra tay thay đổi kế hoạch mà không hề hay biết bỗng nhiên yến ly lên tiếng đây là cái gì đây vừa bước vào yến ly lập tức tiến tới mở tay nải ra xem lật qua lật lại hắn phát hiện một vật trông như cuộn tròn nói là quyển trục nhưng giống một cái ống trúc hơn yến ly cầm lên cho mọi người cùng xem rồi vô tình bấm vào chỗ nào đó, khiến nắp ống trúc bật mở. Xoạt một tiếng, một sấp giấy rơi ra từ bên trong. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc mở to mắt. Thứ rơi ra từ ống trúc lại là một sấp ngân phiếu. Nhiều ngân phiếu như vậy, Yến Ly thốt lên kinh ngạc, rồi gọi một thị vệ đứng canh ngoài cửa, lại đây, đếm thử xem. Không chỉ Yến Ly, ngay cả Tần Diễm, người vốn xuất thân từ chốn vinh hoa phú quý, cũng không khỏi trợn tròn mắt. Sấp ngân phiếu dày rơi xuống đất, toàn bộ đều được xếp gọn trong ống chốt. Dù chỉ một sấp, nhưng mỗi tờ đều là mệnh giá lớn. Lộ Vân, vẻ mặt không chút biểu cảm, kiểm tra xong rồi báo, chủ tử, tổng cộng là 10 vạn lượng bạc trắng. Nghe xong, vẻ mặt mọi người trong phòng lập tức thay đổi. 10 vạn lượng bạc trắng dù lưu nhân lệ là lưỡng hồ muối vận xứ, nhưng lương bổng cả năm cộng lại cũng chưa tới ngàn lượng. Số tiền này đủ để làm quan chức cả trăm năm cũng không kiếm nổi. Vậy rốt cuộc số tiền này từ đâu mà có? Không hẹn mà cùng, ánh mắt của Yến Ly và Uông Hoài Vũ đồng loạt hướng về phía bảng phụ lương. Bảng phụ lương cười khổ, thở dài một hơi rồi nói, tiểu nhân không dám giấu điện hạ và chi phủ đại nhân. Lần này, Lưu Huynh đến đây quả thực là để mượn tiền. Mười vạn lượng ngân phiếu này chính là ta đưa cho hắn hôm trước. Bảng lão gia quả là rộng rãi, có thể dễ dàng đưa ra 10 vạn lượng bạc. Nhưng Lưu Nhân Lệ cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Bảng phụ lương chỉ biết cười khổ đáp, hắn nói công vụ có chút trục trặc, cần tiền để bù đắp thiếu hụt. Nghe đến đây, mọi người đều đã hiểu rõ, Yến Ly nhíu mày, còn Tần Diễm thì hoàn toàn trầm mặc. Muốn lấy tiền bạc để bù đắp thiếu hụt trong công vụ muối vận, chỉ có thể là liên quan đến tham ô. Mới năm ngoái, phía Đông đã xử lý một loạt quan tham, không ngờ Lưu Nhân Lệ cũng chìm sâu vào vũng bùn này. Ánh mắt Tần Diễm trở nên sắc lạnh, hoàn toàn không còn chút đồng cảm nào với cái chết của Lưu Nhân Lệ. Nghĩ đến đây, Tần Diễm không khỏi liếc nhìn Tần Hoàn. Chính nàng đã nhắc nhở hắn cử Chu Hoài đi điều tra Lưu Nhân Lệ. Lúc đầu, chỉ phát hiện ra một vài vấn đề không minh bạch trong thuế muối, nên hắn đã lập tức hành động tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng ở đó, nhưng không ngờ Lưu Nhân Lệ lại đến bảng phụ lương vay tận 10 vạn lượng bạc để bù thiếu hụt. Nếu chuyện này bị triều đình phát hiện, đây chắc chắn là tội chết. Nghĩ đến việc Lưu Nhân Lệ từng muốn quay về Kinh Thành, Tần Diễm cảm thấy như chính mình vừa thoát khỏi một họa lớn. Thật thú vị, phải dùng đến 10 vạn lượng bạc để bù đắp, xem ra số tiền thăm ô cũng không hề nhỏ. Yến Ly cười đầy ẩn ý. Nói tiếp, bảng lão gia quả không hổ danh là nhà giàu nhất Tây Bắc, một lần ra tay là 10 vạn lượng bạc. Nhưng nếu bảng lão gia đã biết lưu nhân lệ phạm vào tội lớn mà vẫn giúp đỡ che giấu, thật đúng là người lương thiện. Trong lòng bảng phụ lương hiểu rõ lời của Yến Ly đầy ý trào phúng, nhưng không dám cãi lại. Ông chỉ có thể cúi đầu đáp, điện hả, xin tha lỗi. Ban đầu, tiểu nhân thật sự không biết lưu huynh muốn số tiền đó để làm gì. Sau này có đoán được đôi chút, nhưng khi hỏi thì hắn không chịu nói rõ. Vì nể tình bạn cũ, tiểu nhân không nghĩ đến chuyện báo quan. Đúng là lỗi của tiểu nhân đã tiếp tay cho việc làm sai trái. Thái độ của Bàng phụ lương thay đổi nhanh chóng, cúi đầu nhận lỗi. Yến Ly vẫn cười, nói, "Bàng lão gia làm vậy cũng là chuyện thường tình của con người." Nhưng mà, 10 vạn lượng bạc cứ thế mà cho đi. Vậy sản nghiệp dưới danh nghĩa bảng ra một năm nộp thuế được bao nhiêu? Chán bảng phụ lương lấm tấm mồ hôi, điện hạ lại nói đùa. Bên ngoài truyền rằng bảng ra là cự phú, nhưng thực tế, số tiền 10 vạn lượng này cũng là tiểu nhân xoay sở khắp nơi mới có được. Nếu không phải vì nể tình bạn cũ, tiểu nhân chắc chắn sẽ không cho vay. Hôm trước, tiểu nhân cũng đã nói rõ với lưu nhân lệ rằng đây là lần cuối, sẽ không có lần tiếp theo. Còn về phần thuế, sản nghiệp dưới danh nghĩa bảng gia mỗi năm đều đứng đầu Tây Bắc, tuyệt đối không dám tham một phân một hào. Yến Ly cười lớn, bảng lão gia không cần lo lắng quá, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Uông Hoài Vũ nhìn sắp ngân phiếu trên mặt đất, nói số ngân phiếu này tạm thời sẽ được thu giữ. Sau khi vụ án kết thúc, nếu bảng lão gia không liên quan, số tiền này sẽ được trả lại. Tuy nhiên, việc bàng lão gia dung túng cho hành vi của Lưu Nhân Lệ sẽ được xem xét riêng. chương 300, bàng phụ lương cố gắng cười làm lành. Trong khi đó Yến chỉ liếc nhìn hắn hai lần rồi quay ánh mắt về phía ngoài cửa. Ngoài cửa nhà chính, bảng nghi văn mấy ngày nay không thấy tung tích thập thò nhìn vào. Thấy trong phòng đông người, nàng không dám bước vào, nhưng khi trông thấy tần hoàn cũng ở đó, ánh mắt nàng dừng lại trên người chàng lâu hơn một chút. Uông Hoài Vũ ở bên kia phân phó, tìm kiếm thật kỹ nơi này, những người còn lại đi theo ta ra ngoài xem xét. Sau khi phân phó xong, Uông Hoài Vũ nhìn Yến Trì. Yến Trì liền nói, người cứ đi đi, tạm thời không cần bận tâm đến ta. Uông Hoài Vũ cung kính nghe lệnh, sau đó dẫn người ra ngoài. Bàng Phụ Lương cùng bàng Hữu Đức cũng theo sau. Khi ra ngoài, bàng Nghi Văn lập tức chạy đến, lo lắng hỏi, phụ thân, tại sao lại có người chết? Nghe câu hỏi này, bàng phụ lương lập tức nổi giận, lạnh lùng liếc bàng nghi văn một cái nhưng không trả lời. Bàng nghi văn vì chuyện viên thuốc của thiên kim trầm mộng bị bàng phụ lương phát hiện nên trong lòng vô cùng chột dạ. Nàng không dám làm càn, vội cung kính theo sau bàng phụ lương. Trong khi đó, tần hoàn đang quan sát kỹ lưỡng nơi ở của lưu nhân lệ. Quan sát một lượt, ánh mắt tần hoàn dừng lại trên giá đèn trước cửa sổ phía đông đó là một cây đèn bằng đồng thau hình con hạc lúc này ngọn nến cắm trên đèn đã cháy hết sắp ong chảy xuống từng giọt để lại phần bấc chỉ còn vài sợi cháy đen tần hoàn quay người nhìn quanh các góc khác trong căn phòng nhưng không tìm thấy bất kỳ chiếc đèn nào khác chẳng nhíu mày cảm thấy điều này có phần kỳ lạ yến chỉ tiến tới gần hỏi có chuyện gì sao tần hoàn chỉ tay về phía chiếc đèn hình hạc nói ngọn nến đã cháy hết rồi Yến lề cúi nhìn, cũng nhíu mày. Bên cạnh, Yến Ly bước tới, hỏi, có chuyện gì? Ngọn nến cháy hết thì có gì lạ sao? Tần Hoàn đáp, Điện Hạ thường có thói quen đốt hết tất cả các ngọn nến sao? Yến Ly nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, nến khi cháy gần hết, ánh sáng sẽ dần mở đi. Thường thì khi còn một chút, người ta đã thay nến mới rồi. Tần Hoàn nói, ở Thanh Huy Viên, họ luôn chu đáo trong việc tiếp đãi khách nếu phát hiện nến sắp hết, chắc chắn sẽ thay ngay. Điều này cho thấy, đêm qua Lưu Đại Nhân có lẽ đã thức trắng đêm, nên mới để nến cháy hết như vậy. Yến chỉ nhìn Tần Hoàn chăm chú, Tần Hoàn tiếp lời, điều này giải thích vì sao Lưu Đại Nhân chết giữa đêm nhưng quần áo vẫn chỉnh tề. Hơn phần nửa là vì chuyện gì đó khiến hắn lo lắng không ngủ được. Yến Ly cười nhạt, ngân phiếu đã lấy được, còn điều gì khiến hắn phải lo lắng không ngủ được chứ? Yến Chỉ và Tần Hoàn Liếc nhìn nhau, Tần Hoàn lắc đầu, chưa thể xác định, có điều, còn nhiều điểm rất kỳ lạ, trong phòng này không thể chỉ có mỗi một cây đèn, nếu ngọn nến cháy cả đêm, chắc chắn phải có thêm đèn khác nữa. Yến Chỉ nhíu mày, xoay người ra cửa, dặn dò Bạch Phong vài câu. Bạch Phong nhận lệnh rời đi, khi Yến Chỉ quay lại, hắn thấy Tần Hoàn đang chăm chú quan sát túi hành lý của Lưu Nhân Lệ hắn bước tới gần và nhìn theo ánh mắt của Tần Hoàn, thấy trên túi có dính vài vết bùn. Uông Hoài Vũ giải thích rằng chiếc túi này do nha dịch của phủ nha nhặt được bên ngoài huy viên. Mấy ngày nay trời trong, tuyết động bắt đầu tan, nên không tránh khỏi việc dính chút bùn đất. Một lúc sau, Tần Hoàn lật chiếc túi, đưa lên gần mũi và khẽ người. Yến chỉ nhướng mày, hỏi, sao vậy? Tần Hoàn lắc đầu, đáp, có một mùi hương kỳ lạ, không nặng lắm, nhưng tạm thời không phân biệt được là gì. Yến Trì cũng kiểm tra túi, nhưng không thấy vết bẩn rõ ràng. Một lúc sau, hắn đưa đầu ngón tay lên mũi người, cũng cảm nhận được một chút mùi lạ, nhưng không thể nhận ra là gì. Bên cạnh, Tần Hoàn nghiêm giọng nói, Liêu Đại Nhân chết ở Hồ Sen. Nếu đây là sân của Liêu Đại Nhân, và đây cũng là Hồ Sen cùng Huy Viên, vậy tại sao túi của hắn lại rơi bên ngoài Huy Viên? Tần Hoàn trên bàn đánh dấu ba điểm, mỗi điểm ở một hướng khác nhau. Yến Ly nghiêng người lại gần, nói, nếu Liêu Đại Nhân thực sự định rời đi vào sáng sớm, sau đó đi tìm bàng lão ra thì sao? Nhưng rồi, tại sao giữa hai người lại xảy ra tranh chấp? Hơn nữa, chuyện bảng lão ra đưa cho Liêu Đại Nhân 10 vạn lượng bạc trắng vốn đã rất đáng ngờ. Có lẽ giữa họ tồn tại một khúc mắc nào đó. Ý nghĩ của Yến Ly có lẽ là điều mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ tới. Tuy nhiên, việc chiếc túi xuất hiện ở đây lại khiến cái chết của Lưu Nhân Lệ liên quan trực tiếp đến Huy Viên. Tần Hoàn lắc đầu. Dù khả năng này không phải không thể xảy ra, nhưng bảng lão gia dường như không mốc đến mức để xảy ra tranh chấp bên ngoài Huy Viên, để rồi Lưu Đại Nhân lại chết trong hồ sen. Yến chỉ nheo mắt lại, thanh quân bị hạ độc khi đang ăn cơm với bảng lão gia. Giờ đây, Túi của Lưu Nhân Lệ lại xuất hiện ngoài huy viên. Nếu vậy, chẳng lẽ đây là do hung thủ cố tình sắp đặt? Yến Ly lập tức phản ứng nhanh hơn một chút. Thấy Tần Hoàn dường như đang suy nghĩ sâu xa điều gì, Yến chỉ nói, cứ chờ thêm chút nữa, xem uông đại nhân có phát hiện được gì không. Sau khi Yến chỉ nói xong, Tần Hoàn bước đến cửa, đứng yên và cau mày suy nghĩ một lát. Sau đó, nàng đi thêm vài bước, đứng dựa sân trong đình viện nhìn cổng việt rồi đào mắt quan sát xung quanh cuối cùng dừng lại trước cổng thấy tần hoàn hành động như vậy tần sương liền bước theo sau yến ly từ bên trong cũng đi ra trong khi đó yến chỉ chậm lại một chút tần sương đến bên cạnh tần hoàn hỏi ngươi đang quan sát gì vậy tần hoàn đáp giọng trầm xuống ta đang suy nghĩ xem liêu đại nhân đã ra ngoài bằng cách nào ý ngươi là sao tần sương mở to đôi mắt vẻ mặt không hiểu tần hoàn nhìn về phía hồ sen rồi nói trong phòng không có dấu vết ẩu đà còn trong sân thì vẫn giữ nguyên cảnh thường ngày điều này chứng tỏ lưu đại nhân có lẽ tự mình rời khỏi phòng nói xong tần hoàn bước theo con đường dẫn về phía hồ sen ở hướng nam mùa đông hồ sen không còn cảnh sắc ban ngày chỉ có bảng gia môn thỉnh thoảng đến chơi đến ban đêm nơi này lại càng hẻo lánh không có dấu chân người qua lại tần hoàn chậm rãi bước trên con đường nhỏ ánh mắt nàng trầm lặng và sắc bén tần hoàn đang mải mê suy nghĩ về vụ án còn tần sương vẫn theo sát nàng phía sau yến ly và yến chỉ cũng nối bước cuối cùng tần diễm từ xa cũng từ từ đi đến khi tần hoàn chợt dừng bước nàng quay đầu lại nhìn thấy một nhóm người đi theo mình không khỏi nhíu mày dọc đường đi nàng không phát hiện điều gì bất thường gần như cảm thấy suy đoán của mình đã sai. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đều đi theo, nàng không khỏi cười khổ. Tần Sương hỏi, "Sao ngươi lại dừng? Ngươi muốn đi đâu?" Hồ sen à. Phía trước quả thật là hồ sen, nhưng Tần Hoàn nghĩ rằng Lưu Nhân Lệ không thể nào tự mình đến đây giữa đêm khuya. Nàng lắc đầu, không phát hiện được gì, không cần đi tiếp, trở về thôi. Tần Sương không ý kiến gì, còn Yến Ly bước lên trước, có chút nghi hoặc nói, nơi này quả thực rất hẻo lánh. Sân của Lưu Nhân Lệ nằm ở trung tâm phía bắc của phủ, còn hồ sen lại ở phía tây nam. Trên đường đi qua, nơi này toàn cây cối rậm rạp và cảnh vật trang trí, không phải khu vực chính của phủ. Nếu là ban đêm, nơi này lại càng ít người qua lại. Đúng vậy, cứ chờ kết quả điều tra từ Uông Chi Phủ đi. Tần Hòa nói vậy rồi định quay người rời đi, thì Yến Ly bỗng nhiên khẽ giật giật mũi. Quan đã, các người có ngửi thấy mùi gì lạ không? Yến Ly hỏi. Là người lớn lên trong nhung lụa, Yến Ly đặc biệt nhạy cảm với các mùi hương. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Nghe vậy, bước chân Tần Hoàn khựng lại. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh từ hướng tây nam thổi tới. Trong ánh mắt Tần Hoàn thoáng hiện một tia nghi hoặc. Nàng tiếp tục bước theo con đường nhỏ phía trước. Yến Ly xoa mũi, cũng bước theo sau. Không lâu sau. Tần Hoàn cũng ngửi thấy mùi hương đó. Chính là mùi kỳ lạ đã dính trên túi hành lý của Lưu Nhân Lệ, nhưng bây giờ, dưới cơn gió lạnh hỗn loạn, mùi hương càng đậm hơn. Mùi này, ta đã ngửi thấy trong phòng trước đó, Yến Ly nói. Tần Hoàn bước nhanh hơn về phía trước, không lâu sau, nàng nhìn thấy một núi giả nằm ở phía bắc Hồ Sen. Hồ Sen này có hai tòa núi giả độc lập, mỗi tòa đều rỗng bên trong, mang vẻ bí ẩn khi nhìn thấy núi giả tần hoàn nhíu mày sau đó nhanh chóng bước tới trước là chỗ này sao yến ly hỏi cũng bước tới cùng tần hoàn tìm kiếm tuy nhiên sau khi tìm một vòng tần hoàn không phát hiện điều gì bất thường bên ngoài núi giả đột nhiên nàng khựng lại dường như đây là mùi dầu thắp nàng nói nghe vậy yến ly chợt nhớ ra và hỏi tại sao ở đây lại có mùi dầu thắp vừa dứt lời Yến Ly nhìn thấy lối vào của núi giả trước mặt, hắn tò mò liền bước vào bên trong. Trong lòng Tần Hoàn khẽ động, tự hỏi liệu có điều gì ẩn giấu trong núi giả. Ý nghĩ vừa lóe lên thì bên trong, Yến Ly bất ngờ hét lên. "Ở đây, chỗ này, ta tìm thấy rồi!" Yến Ly hét lên. Nghe thấy tiếng gọi, Tần Hoàn lập tức đi vào bên trong. Núi giả tuy trống rỗng bên trong, nhưng bốn phía có những lỗ nhỏ để ánh sáng lọt vào. Đi chưa được bao xa, Tần Hoàn đã thấy Yến Ly đứng trong động, ánh mắt hắn hướng xuống dưới chân mình. Nàng vội bước tới, nhìn thấy trước mặt Yến Ly trên mặt đất là một chiếc đèn cũ đã bị vỡ nát. Tần Hoàn lập tức nhíu chặt mày. Yến Ly thắc mắc, sao lại có cái này ở đây? Ban đêm, Lưu Đại Nhân không những đến hồ sen mà còn chui vào núi giả này. Chẳng lẽ hắn đang chơi trò trốn tìm sao? Nói xong, Yến Ly bất giác cảm thấy lạnh sống lưng trong đầu chợt nhớ đến cảnh tượng với bảng gia lúc trước. Phía sau, Yến Trì cùng những người khác cũng bước tới. Thấy Yến Trì đã đến, Tần Hoàn nói, Lưu Đại Nhân chắc chắn không tự dưng mà đến đây, trừ khi có thứ gì đó dẫn dụ hắn. Dẫn dụ sao? Yến Ly nhíu mày hỏi. Tần Hoàn gật đầu, đi vòng qua Yến Ly và nhìn về phía chiếc đèn dầu bị rơi. Chiếc đèn rơi xuống đất, dầu thắp lan ra khắp nơi, nhưng phần chụp đèn vẫn còn nguyên vẹn. Tần Hoàn định bước lại gần hơn, nhưng bất ngờ chân nàng dẫm phải một màu đá nhọn nhô lên. Bàn chân trượt khiến cơ thể nàng nghiêng đi. Khi nàng sắp mất thăng bằng, một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy eo nàng. Đứng vững lại, Tần Hoàn quay đầu nhìn, thì ra Yến Trì đã đứng phía sau nàng từ lúc nào. Trong không gian mờ tối, hành động của Yến Trì không ai khác nhận ra. Yến Ly đứng bên cạnh, vẫn mải mê muốn tiến lên phía trước. Đúng lúc này, từ bên ngoài vọng vào tiếng của Uông Hoài Vũ. Các ngươi tìm được gì? Bên này ta vẫn chưa kịp lục soát, Uông Hoài Vũ nói. Xẹt, một tia sáng lóe lên, Uông Hoài Vũ cầm mùi lửa bước tới. Thấy Tần Hoàn, Yến Trì và Yến Ly đang đứng bên trong, Uông Hoài Vũ lập tức cúi đầu cung kính. Yến Trì khẽ hất cằm, nói, trên túi của Lưu đại nhân có mùi dầu thắp. Vì vậy, Chúng ta tìm đến đây và quả nhiên phát hiện ra chiếc đèn này. Người hãy hỏi hạ nhân trong phủ xem chiếc đèn này có phải từ phòng của Lưu Đại Nhân không? Còn phía ngươi thì sao? Có tìm thấy gì không? Uông Hoài Vũ lắc đầu, chúng ta tìm rồi, nhưng không thấy gì cả. Chiếc túi bị ném ở góc tường ngoài viện, cũng không có dấu vết gì đáng ngờ. Còn nữa, tối qua bàng lão ra nghỉ tại Đông Sương trong huy viên. Theo lời gã sai vặt trong viện, ông ấy ngủ rất ngon suốt đêm, đến hừng đông khi xảy ra chuyện mới bị đánh thức. Yến Ly nhướng mày hỏi, đông xương thì có gì đặc biệt? Uông hoài vũ ho nhẹ, đáp, bàng lão gia và bàng phu nhân không ngủ chung phòng. Tần hoàn nhíu mày, nói, trong phòng liêu đại nhân không có dấu hiệu ẩu đà, sân cũng không có gì bất thường, điều này chứng tỏ liêu đại nhân tự mình ra ngoài. Hơn nữa, có khả năng cao ông ấy cầm theo chiếc đèn này nếu chiếc đèn này thực sự là của liêu đại nhân điều đó sẽ là bằng chứng rõ ràng tần hoàn nói tiếp yến ly nheo mắt thắc mắc nếu liêu đại nhân tự mình ra ngoài thì là vì chuyện gì ban đêm dù có phát hiện ai hoặc điều gì cũng không thể đi xa đến mức này được yến ly nhìn yến trì rồi lại nhìn tần hoàn cuối cùng nêu ra một câu hỏi mà không ai có thể trả lời ngay lúc này liêu đại nhân là một mệnh quan triều đình dày dạn kinh nghiệm Mọi chuyện ông ta làm đều rất cẩn thận. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chắc chắn không phải chuyện tầm thường có thể khiến ông đi thẳng ra hồ sen như vậy. Người đã dẫn Lưu đại nhân tới đây, có lẽ là để khiến ông ta phải bỏ mạng trong hồ sen này. Tần Hoàn nhíu mày, hỏi, trong phủ chỉ có một hồ sen này sao? Hay còn hồ nào khác? Uông Hoài Vũ lắc đầu, không có hồ nào khác, chỉ có hai hồ sen và vài con suối nhỏ quanh đình viện. Hồ sen này là sâu nhất còn lại chỉ là các tiểu cảnh tần hoàn trầm ngâm khẽ nói có lẽ hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng để lưu đại nhân phải chết theo cách này phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn